Đã mở cửa hoạt động trở lại khi địa phương được nới lỏng giãn cách và sau đó liên quan đến ca nhiễm Covid-19. Từ ngày 2 tháng 10, cảng cá Bình Châu lại tạm đóng cửa. Qua khoanh vùng truy vết, xử lý triệt để ổ dịch, ngày 18 tháng 10 năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì tổ kiểm tra liên ngành, kiểm tra thực tế kế hoạch phương án phòng chống dịch Covid-19 tại cảng cá Bình Châu. Qua kết quả kiểm tra và trên cơ sở đề nghị của ban nhân dân huyện Xuyên Mộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất cho cảng cá Bình Châu mở cửa từ 0 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2021. Mở cửa trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu cảng cá Bình Châu áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, trong đó quản lý chặt người ra vào cảng bằng mã QR, định kỳ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 người lao động tại cảng cá, lập sổ theo dõi người phương tiện ra vào cảng. Tất cả lao động bốc dỡ hải sản phải có bản cam kết chấp hành lộ trình di chuyển an toàn. Trong cảng không được phép tổ chức hoạt động kinh doanh ăn uống, dịch vụ vui chơi giải trí, hoạt động phân loại sơ chế nguyên liệu thủy sản tại cảng, không tập trung quá 30 người cùng thời điểm. Trường hợp tàu cá nhập bến xuất bến, thuyền trưởng phải thông báo với biên phòng, ban quản lý cảng, chốt kiểm soát dịch Covid-19 để thực hiện khai báo y tế đối với tất cả thuyền viên trên tàu. Các chủ doanh nghiệp, chủ nậu, vừa có xe vận chuyển hải sản, nước đá, sang chầu phải xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lái xe và phụ xe theo định kỳ ban ngày một lần. Huyện Xuyên Mộc hiện có 1.070 tàu cá, trong đó tàu hoạt động vùng khơi có 335 chiếc, tỷ lệ hơn 31%, tàu khai thác vùng ven bờ có 735 chiếc, tỷ lệ gần 69%.